đầu tiên đó là các thủ thuật tác động lên da. Lên da thì như tôi vừa nói thì đó là gồm có 8 thủ thuật, đó là xoa, sát, miết, phân, hợp, véo, vỗ pháp. Cái đặc điểm của nó là các thủ thuật chúng ta làm gì? Làm nhẹ nhàng, làm ở vùng đông. Cái tác dụng của nó lên da thì đó là gì? Nó giúp nó làm cho da được sáng bóng, cơ dụng làm mờ nếp nhăn, làm cho chuyển sang thủ thuật tiếp theo, đó là thủ thuật miết. Miết là một thuật tác động lên da, bộ phận dùng bằng vân ngón tay cái, vân ngón tay, ô mô cái hoặc gốc bàn tay ấn xuống trên vùng da của người bệnh và miết. Miết theo chiều dọc, miết theo chiều ngang, miết theo từ chính giữa sang hai bên. Đấy, đây là tác dụng của thủ thuật miết. Thì nó làm gì? Làm thư thái, làm cho da của bệnh nhân được gì? Được cảm giác được rất là thoải mái, được chưa? Trong cái thủ thuật về miết. Sau đây tôi xin làm thủ thuật gì? Thủ thuật miết ở trên vùng lưng. Đầu tiên đó là gì? Miết bằng gốc bàn tay. Miết bằng gốc bàn tay. Miết vùng cột sống. Từ một điểm trên vùng cột sống, tức là gốc bàn tay ấn xuống và miết ra. Hoặc miết hai tay tại một điểm, hoặc miết từ chính giữa cột sống từ dưới lên trên bằng gốc bàn tay. Đấy, đặt gốc bàn tay tại vùng thắt lưng cùng và miết dọc cột sống lên trên. Hoặc miết chính giữa cột sống sang hai bên. Đấy, thì ta đặt hai gốc bàn tay tại một điểm trên vùng cột sống. Đặt gốc bàn tay, hai gốc bàn tay tại một điểm trên vùng cột sống, ấn xuống và miết. Đây gọi là giống miết phân trên vùng cột sống. Ở trong cái tư thế này thì chúng ta gì? Chúng ta thường ở trên giường của người bệnh thì cái thủ thuật nó sẽ gì? Nó sẽ thấm hơn, phải chưa? Ví dụ tôi làm thủ thuật. Miết phân. Hoặc miết trên vùng cổ gáy trong bệnh nhân bị đau mỏi vùng cổ gáy. Thì trong trường hợp này chúng ta gì? Ta được bảo bệnh nhân là gì? Để hai tay lên trên vùng trán, cúi hẳn cổ xuống, cho vô di chứng lực một chút. Sau đó gì? Chúng ta miết trên vùng cổ gáy.
Thủ thuật miết áp dụng ở trên vùng mặt.